Hôm nay 6 tháng 9, trong khi U23 Việt Nam chạm trán Guam ở lượt trận mở màn vòng loại U23 châu Á thì các đại diện khác của khu vực Đông Nam Á cũng ra quân. Tại bảng H, U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn một chút so với Philippines nhờ lực lượng và lợi thế chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, đây có thể là trận đấu không dễ dàng để giành 3 điểm với voi chiến. Đội hình của U23 Thái Lan tham dự vòng loại châu Á 2024 chủ yếu là lực lượng vừa tham dự giải U23 Đông Nam Á. Tuy nhiên, lực lượng này lại không được đánh giá cao. Tại giải Đông Nam Á vừa qua, U23 Thái Lan cũng thi đấu không tốt và để thua Indonesia ở vòng bán kết ngay trên sân nhà. So với đội hình dự SEA Games, giải đấu mà Thái Lan cũng chỉ giành Á quân, thì lực lượng hiện tại bị đánh giá thấp hơn hẳn so vắng nhiều cầu thủ vì treo giò và các câu lạc bộ chủ quản không nhà quân. U23 Thái Lan đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế ở giải Đông Nam Á, đặc biệt là sự mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nếu như hàng công của U23 Thái Lan có thể chơi tương đối sắc nét thì hàng phòng ngự lại mắc nhiều sai lầm và tỏ ra tương đối non kinh nghiệm. U23 Thái Lan không thi đấu thành công giải đấu gần nhất là U23 Đông Nam Á trên sân nhà. Trong khi đó, U23 Philippines thực tế cũng không phải đối mạnh ở Đông Nam Á. Ở hai giải gần nhất là SEA Games 32 và giải U23 Đông Nam Á, họ đều thi đấu không thành công và bị loại sớm. Tuy nhiên, tâm lý thoải mái, không đặt nặng sức ép phải đi tiếp ở vòng loại giải châu Á có thể là vũ khí giúp U23 Philippines gây ra khó khăn cho đội chủ nhà ở trận đấu hôm nay. Về cơ bản, U23 Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn so với Philippines. Tuy nhiên, đây có thể sẽ là màn ra quân không dễ dàng với đội chủ nhà. Cũng ở bảng H, cặp đấu còn lại sẽ là cuộc chiến giữa U23 Malaysia gặp Bangladesh. Đây là trận đấu mà